con gái nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng xin dừng thi Miss Grand Việt Nam 2022. Ảnh Phương đã tham gia vòng sơ khảo và được chọn vào top 53, tuy nhiên cô xin dừng thi giữa chừng. Ngày 5 tháng 9, đại diện ban tổ chức Miss Grand Việt Nam 2022, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, xác nhận thí sinh Trần Hoàng Anh Phương xin rút khỏi cuộc thi. Lý do được đưa ra là vướng lịch trình cá nhân, không thể sắp tham gia Miss Grand Việt Nam trong một tháng. Trước đó, Anh Phương tham gia vòng sơ khảo tại thành phố Hồ Chí Minh và được chọn vào top 53 chung kết. Cô là một trong những gương mặt quen với khán giả, hoạt động giải trí ở nhiều vai trò như diễn viên, ca sĩ, người mẫu ảnh. Cô từng được chú ý khi tham gia phim truyền hình Anh Có Phải Đàn Ông Không. Ngoài ra, Anh Phương còn được biết đến là con gái nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng. Đầu năm 2022, cô thi Hoa hậu du lịch Việt Nam toàn cầu và đạt thành tích top 10, Anh Phương có gương mặt khả ái. Song điểm hạn chế là chiều cao 1,64m. Diễn viên sinh năm 1996 chia sẻ tại vòng sơ khảo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam vừa qua, cô cảm thấy tiếc nuối khi catwalk chưa tốt. Tôi bị run, căng thẳng và không cảm nhận được bước chân của mình khi catwalk trên sân khấu. Ở phần pose dáng, thực hiện cú xoay, tôi bị loạn choạng, Anh Phương nói. Nói về việc thi Hoa hậu liên tiếp, Anh Phương bày tỏ, qua mỗi cuộc thi, các thí sinh sẽ học được nhiều kinh nghiệm, kỹ năng để hoàn thiện mình. Bản thân tôi xác định theo đuổi con đường diễn viên lâu dài. Có lẽ Miss Grand Việt Nam là cuộc thi cuối tôi tham gia. Sau khi Anh Phương rút lui, Miss Grand Việt Nam còn lại 52 thí sinh. Ngày 5 tháng 9, ban tổ chức mở thêm một buổi sơ khảo nhưng chưa công bố thí sinh. Miss Grand Việt Nam 2022 dự kiến kéo dài trong một tháng. Chung kết được tổ chức vào ngày 1 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô gái chiến thắng chỉ có vài ngày chuẩn bị hành trang trước khi thi quốc tế.